Xin chào anh em nhé, lại là mình Kẹo Ngon Ba Miền và hôm nay mình quay trở lại để giới thiệu anh em đặc biệt là cái mẫu sờ lung anh em nhé. Đấy, sờ lung. Và trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì xin phép anh em, những anh em nào đang xem video của mình thì cho mình xin một đăng ký kênh để mình lên được tương tác với anh em và anh em bật chuông thông báo lên để nhận được những chương trình chiên mới nhất bên mình nhé. Đó. Và anh em mua hàng thì mình sẽ ship series cho anh em. Anh em nhận hàng, thanh toán tiền, em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá. Anh em tin tưởng thì mua hàng, anh em không tin tưởng thì anh em qua shop khác nhá. Đấy. Và cũng như đầu video mình đã nói thì mình giới thiệu anh em đặc biệt là cái mẫu sờ lung. Đấy, nhà mình có 5.5 và 5.52, 4 chấm mình không có và 6 chấm mình không có anh em nhá. Đấy, sờ lung khuôn nhập chỉ dây, đít nõm, nặng 26g. Anh em chơi mẫu này thì cứ tăng áp cao lên. Đó. Mẫu này thì có độ chính xác cực kỳ cao anh em nhá. Và chỉ dây là chỉ siêu mềm nên anh em không lo hại khương, hại cành. Đấy. Mình có thể bao chuẩn cho anh em là 150m luôn. Vì mẫu này rất là chính xác. Đó. Độ chuẩn cực kỳ cao luôn. Sức phá cũng cực kỳ mạnh anh em nhá. Đấy, khi anh em bèm trúng mục tiêu ấy, viên kẹo nó sẽ lở ra. Đó, nó có cái đầu lỗ này thì nó sẽ lở ra. Nên sức phá cực kỳ mạnh luôn anh em nhá. Đó. Loại này là loại hạng nặng. Đó. Và anh em mua hàng nhà mình ấy thì anh em mua 1 cân sẽ được tặng thêm 2 nạng để anh em sử dụng nhá. Đấy. Đó. Mẫu này mình đang bán là 500.000 anh em nhá, 500.000 bao ship cho anh em. Đấy. Đó. Hàng nhà mình ấy thì anh em đặt hàng mình gửi mà không được như mình giới thiệu ấy thì anh em cứ gửi lại hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em nhá. Đấy, cam kết với anh em là hàng giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em 100% như mình giới thiệu luôn. Đấy, còn các mẫu lấm nhà mình cũng có nhá, nhưng mà hôm nay mình đã đặc biệt giới thiệu anh em là cái mẫu sờ lung. Lấm thì nhà mình bán 450 anh em nhá. Và anh em mua hàng thì cứ liên hệ với hai đầu số trên clip. Xin chào anh em.